Nếu mà chúng ta muốn sống một cuộc sống an lạc, mà hay là muốn làm ăn để mà có tiền sống, mà chúng ta không biết cách, không có cái chánh niệm, thì có thể chúng ta tạo tác những cái điều sai quấy. Có thể chúng ta tạo tác những điều sai quấy và chúng ta tìm đi, chúng ta kiếm sống, kiếm tiền bằng những con đường bất hợp pháp. Thì một ngày nào đó cái việc này nó sẽ được đổ vỡ, thì chúng ta sẽ chịu tội với pháp luật. Đó là mình nói trong hiện tại. Còn nếu mà nói về tương lai thì mình sẽ đọa vào những cái nơi khổ, tại mình tạo cái nhân xấu. Vì vậy cho nên á, ngoài cái chuyện chúng ta tin Phật, thì chúng ta còn được Đức Phật dạy một cái điều gọi là giáo pháp, có nghĩa là phương pháp hay là con đường để chúng ta hành trì làm sao để trở thành một tín đồ của Phật giáo an lạc, giải thoát. Hay nói cách khác là chúng ta muốn trở thành một người đệ tử thì chúng ta phải có cái phương pháp tu tập như thế nào để cho đời sống chúng ta có an lạc, để cho đức tin của chúng ta có lợi ích. Vì vậy Phật giáo đặc biệt ở chỗ là Đức Phật là một người thầy mà có con đường để chỉ dẫn cho chúng ta tu tập như thế nào để chúng ta có an lạc hạnh phúc. Và mục đích của chúng ta theo đạo, nói đơn giản để cho quý vị dễ nhận vậy đó, là để chúng ta có được một phương pháp ứng dụng trong cuộc sống của mình. Thì cái bài kinh này á, là một bài kinh căn bản mà Đức Phật dạy do một ông Bà La Môn trẻ tuổi đến tham vấn Đức Phật, hỏi Đức Phật rằng làm sao một người tại gia có được lợi ích hiện tại và an lạc ngay trong hiện tại. Mình sống, mình tu tập đó, đâu phải để mình chết mình mới có an lạc. Như vậy thì mấy chục năm mình sống đây không có an lạc sao? Mình tu không có an lạc sao? Cho nên ông Bà La Môn đặt câu hỏi rất thiết thực: làm sao mình có an lạc hiện tại và tương lai mình cũng có an lạc? Thì Đức Phật có dạy mấy điều. Đây là cái bài kinh. Tuần rồi mình học kinh Đức Phật tự nói, người ta là vô vấn tự thuyết. Còn cái kinh này là do có người đến hỏi, một cái duyên do. Kinh này được gọi là nhân duyên, tức là có một nhân duyên. Ông này tên là, cái bài kinh này được Đức Phật nói ở vườn Cấp Cô Độc, cây của Thái tử Kỳ Đà thuộc nước Xá Vệ, nơi tu viện Cấp Cô Độc được nói rất nhiều bài kinh. Và ông Bà La Môn này tên là Uất Xà Ca, đến chỗ Phật cúi đầu làm lễ chân Phật, lui ngồi một bên. Đây là cái truyền thống của Ấn Độ. Mỗi khi các vị đến thăm Đức Phật á, muốn hỏi một điều gì á, là các vị quỳ xuống lễ Phật ba lạy rồi lui ngồi một bên. Bây giờ mình cũng theo cái phong tục đó. Mình gặp, mình vừa bước vô chùa hay là trong một cái buổi sinh hoạt như thế này, mình bước vào thì mình xá Phật hay là xá quý thầy, sau đó mình ngồi vào một chỗ và mình tham dự pháp hội. Còn nếu mình có những câu hỏi gì thì mình sẽ quỳ lên, theo thời xưa là quỳ lên và trịch cái áo. Nếu các thầy thì bày cái áo vải ra, còn các vị cư sĩ thì cứ việc quỳ thẳng lên và thưa để cho Phật nhận diện. Có người nào đó đến hỏi thì vị cư sĩ này, ông Bà La Môn trẻ tuổi này, tên là Uất Xà Ca, đến chỗ cô Phật làm lễ rồi ngồi một bên. Bây giờ ông hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, người thế tục tại gia nên thực hành bao nhiêu pháp để được lợi ích hiện tại và an lạc ngay hiện tại? Quý vị nhớ là hai điều nha: lợi ích và an lạc. Nếu mình làm việc đó mà không có lợi ích thì sao, làm sao có an lạc? Cho nên phải có lợi ích thì mới có an lạc. Thí dụ như là mình nấu cơm, mình nấu cơm mà mình nấu cho mọi người được ăn cơm, và việc đó rất lợi ích, và từ đó mình có được sự an lạc của cái việc mình làm. Tiếng Hán gọi là hiệp.
hiện pháp an cập hiện pháp lạc. An lạc ở đây tiếng Việt dịch là có lợi ích và có an lạc ngay trong hiện tại. Phật bảo Bà La Môn, có bốn pháp giúp người thế tục tại gia được lợi ích hiện tại và an lạc ngay hiện tại. Việc này là của người tại gia có thể làm. Thứ nhất là phương tiện đầy đủ. Thứ hai là thủ hộ đầy đủ. Thứ ba là thiện tri thức đầy đủ. Thứ tư là chánh mạng đầy đủ. Đây là bốn việc mà người cư sĩ tại gia nên thực hiện để có được lợi ích và an lạc trong hiện tại. Bây giờ Đức Phật giải thích thế nào là phương tiện đầy đủ. Người thiện nam tự nuôi sống bằng các nghề nghiệp kỹ xảo như làm ruộng, buôn bán, phục vụ vương sự, chép sách, hội họa. Đối với những nghề nghiệp kỹ xảo đó, luôn tinh tấn siêng năng trao dồi, đó gọi là phương tiện đầy đủ. Tức là mỗi người mình sẽ có một cái nghề, phương tiện đây là một cái nghề. Mình có một cái nghề để mình kiếm sống. Có những người người ta đâu có nghề gì đâu. Qua đây đi làm, vô trong mấy tiệm làm sushi, mấy tiệm bán đồ Nhật, học cách cuốn sushi, học cách trang trí. Chỉ một thời gian sau thôi, người này giỏi và có để dành tiền. Để dành tiền bây giờ ra mở một cái tiệm bán, làm rất ngon, rất đẹp. Tại vì nghề nó dạy nghề. Mình làm cái nghề đó xong mình có thể biến chế. Tại vì thức ăn là creative. Mình làm thức ăn á, không phải bài bản là như vậy, mình học căn bản là vậy. Nhưng mà nếu mình khéo léo đó, mình có thể chế tác, mình có thể tạo ra những cái món ăn đẹp, kỳ đẹp, ngon và rất nhiều hình thức để làm sao cái nghề của chúng ta mỗi ngày mỗi tăng trưởng, hấp dẫn người ăn. Thì ở đây là phương tiện đầy đủ. Ai trong chúng ta cũng vậy. Thí dụ như một nhà giáo, nhưng mà nếu mà nhà giáo đó có tuệ giác thì tự nhiên sẽ suy nghĩ những cái cách hay để dạy học sinh cách nào làm toán nhanh, học bài mau thuộc. Tại vì thầy cô giáo cũng sẽ có cách. Tại chính vị đó sẽ tạo ra được một cái phương pháp mà tự vị đó suy nghĩ ra. Như học chữ Hán á, thường thường hồi xưa học chữ Hán là có 214 bộ mình phải thuộc. Thì vừa rồi có quà được một vị hòa thượng, ngài mới nói hồi nhỏ hồi đó tôi dạy chữ Hán và tôi đã tự nghĩ ra một cái phương pháp để cho các em học chữ Hán mau thuộc. Và hòa thượng làm những cái kiểu hình thức như là Tam Thiên Tử để cho các vị đó học được 214 bộ đó mà qua cái hình thức dễ nhớ. Tam Thiên Tự là Pháp Hòa hay đọc quý vị nghe vậy đó. Thiên, trời, địa, đất. Thiên là trời, địa là đất. Cử là cất, tồn là còn. Tử là con, tôn là cháu. Lục là sáu, tam là ba. Gia là nhà, quốc là nước. Tiền là trước, hậu là sau, ngu là trâu, mã là ngựa, cự là cửa, nha là răng, quy là về, tẩu là chạy, bái là lại, quy là quỳ. Học 3.000 chữ như vậy là mình có một số chữ Hán thuộc lòng. Và sau này mình, dĩ nhiên là nó, cái chữ nào thì nó nghĩa đó. Nhưng mà mình đọc thiền, địa, nhưng khó thuộc. Bây giờ các vị suy nghĩ cái cách để cho mình vừa thuộc chữ Hán mà vừa thuộc được cái nghĩa. Các vị đã làm ra 3.000 chữ như vậy gọi là Tam Thiên Tự. Rồi sau này có một quyển nữa gọi là Ngũ Thiên Tự, 5.000 chữ. Thì vị hòa thượng mới làm ra 214 chữ, 214 chữ, chữ bộ mà viết chữ Hán đó để cho các vị học thuộc.
Thí dụ như chữ nhân nó có hai loại, nhân nằm, nhân đứng. Thí dụ như nhân là người, thí dụ vậy đó, nhân là người, khứ là đi. Thì mình học chữ khứ không mình không thuộc, nhưng mà mình thêm cái nghĩa đó dễ thuộc. Đó là một cái gì, một cái phương tiện, mà phương tiện thì thiện xảo, rất là khéo. Thì ở đây Đức Phật dạy người có đầy đủ phương tiện. Ngay cả các thầy dạy kinh trong chùa cũng vậy, nhất là các thầy dạy nghi lễ, lúc mà học tán phải có linh, phải có tan, phải có mỏ. Thì muốn cho các thầy nhỏ mà dễ thuộc á, trước hết là phải học cái kiểu kỹ thuật một chút. Con cò xanh nhảy quanh hòn đá, chờ nước cạn ăn cá ăn tôm. Thì phải học cái cách đó để lát tán nó mới vô. Mai mốt tán nó vô. Hoặc là thí dụ như nhịp, nhịp như thế nào. Hồi đó các vị mà mới vô, ngay cả cái đơn giản nhất là bon bon cốc, bon bon cốc thỉnh chuông mỏ đi kinh hành thôi, là hai khánh một mỏ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mà đôi khi đánh còn không được. Thì giờ muốn vậy phải làm sao? Thì phải chỉ cho anh thỉnh khánh. Ví dụ như bon bon cốc, cho anh lấy cái tay anh quẩy qua này, cái giống như cái mỏ vậy đó, để cái tay anh đều. Tại vì cái tay phải nhịp đều, mà nếu mình bon bon xong cái mình dừng lại cái mình không bắt được nhịp. Cho nên phải chỉ là bon bon, thỉnh vô hai khánh, bon bon là phải bỏ ra ngoài một cái, bon bon cốc, để làm chi? Để giữ nhịp mà không có mất nhịp. Cho quý vị mới thấy cái người mà người ta thỉnh khánh tay làm nhỉ. Đây là người này mới vô đó, mới vô nghề. Mới vô nghề. Còn nếu mà nghề mà chuẩn rồi đó ha, cầm khánh một tay, thậm chí là bất cứ người ta bắt kinh cỡ nào vẫn vô nhịp được hết. Còn cái người mà họ chưa quen á, họ chưa quen á, họ phải theo cái cách là lư hương xa nhiệt, mà lỡ họ bị mất nhịp rồi họ vô không được. Còn cái người mà giỏi rồi, tụng cỡ nào, tụng nhanh, tụng chậm, tụng cỡ nào, mà lỡ họ đang nhắm mắt, họ quên cái người kia bắt rồi, họ giật mình, họ cầm cái dùi lên, họ vô nhịp được liền. Mà người nào cầm cái dùi mỏ mà bắt nhịp được thì mình biết anh này nghề ngỗng khá tốt. Tay nghề khá tốt. Bất cứ cái gì nó đều có cái phương pháp của nó. Phương pháp đó. Ví dụ mình học kinh cũng vậy. Học kinh phải có cái cách học thì học mới thuộc. Nếu quý vị là người học kinh, ví dụ mình học chú Đại Bi đi, cái khúc cuối á, cái khúc cuối nó cứ Ta Bà Ha hoài đó. Na ra cẩn trì Ta Bà Ha, ma ra ra Ta Bà Ha, tức ra tăng ra một khê và Ta Bà Ha. Mình cứ ha hoài mà không biết bao nhiêu ha. Thì phải đếm đi, đếm của chú Đại Bi có bao nhiêu cái Ta Bà Ha, để mình mới đầu mình tụng, mình đếm, đưa tay vậy. Mình tụng được đưa 14 cái Bà Ha là biết là sắp được án tất điện đô mạng. Rồi ví dụ mình tụng Pháp Hoa hay bày cái cách làm sao mình học mà mình thuộc được. Ví dụ các vị mà học Kinh Di Đà đó, cũng phải biết là Hữu Xá Lợi Phất, rồi cái hồi cái Xá Lợi Phất, Hữu Xá Lợi Phất, bị đọc kinh tiếng Hán mà phải biết bao nhiêu cái hữu, bao nhiêu cái Xá Lợi Phất. Rồi tụng Lăng Nghiêm tới cái Đệ Tam cũng vậy đó. Tỳ Đà Giả Xà Sân Đà Giả Di, kia ra Giả Di, rồi ngồi cái Tỳ Đà Giả Xà Sân, phải biết bao nhiêu cái Tỳ Đà Giả Xà Sân Đà Giả Di mà chưa thuộc cái làm gì nữa, bấm. Mà mình tụng mình thuộc rồi cái là nó nhập tâm rồi mình tụng nó vậy. Cho nên mình học kinh hay làm cái gì nó đều có cái kỹ thuật của nó. Nhưng mà quan trọng là mình phải để tâm. Cái gì cũng vậy thôi, cái gì cũng phải để tâm vào đó. Nhà Phật gọi là gì? Chánh niệm. Danh chánh niệm là mình nói đơn giản bây giờ là phải chú tâm, phải chú ý, phải để ý mà học mà làm. Thì trong thiền học hay là trong kinh Phật dạy là chánh niệm. Chánh niệm là cái chìa khóa
để sống an lạc và để tu tập. Không có chánh niệm không có làm được gì hết. Thí dụ cầm cái chìa khóa mà không có chánh niệm, để chìa khóa trên bàn mà đi kiếm muốn chết. Thí dụ vậy đó. Mà mình là chuyên môn, đang cầm đó cái gặp đâu để đó, lát là đi kiếm thấy mồ luôn. Kiếm xong rồi giờ đã định thần lại coi, nhớ lại hồi à nãy tôi đi vô ngã đó, đi tới nằm y chang đó. Nhưng mà không có chánh niệm thì mất hết. Cho nên á, hôm rồi học cái bài kinh á, có người hỏi Đức Phật á, tại sao mà học kinh hoài không thuộc. Thì Đức Phật dạy mình bởi mình bị chi phối. Mà muốn bớt đi những cái chi phối thì phải chú tâm. Và vì vậy cho nên phải tập ngồi thiền mỗi ngày là vậy đó. Khi mình thiền á, là mình buông xả hết những cái khác, chỉ chú tâm vào hơi thở thôi. Như hôm rồi có một cô Phật tử trong cái khóa vừa rồi, có một vị phụ huynh nói, tại sao mà cứ niệm Phật mà cổ cảm thấy là mình niệm như vậy là mình có làm phiền Phật không? Cái gì mà cứ réo Phật suốt, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ngồi réo hoài có làm phiền Phật không? Pháp Hòa nói mình bị réo mới phiền, chứ còn Phật không có phiền gì hết. Nhưng mà mục đích của niệm như vậy để làm gì? Để cái tâm mình nó thành một khối cho câu niệm Phật mà không suy nghĩ gì hết. Cái này người tu tịnh độ á, cái danh từ của người tu tịnh độ chuyên môn tôi gọi là niệm Phật thành phiến. Thành phiến tức là thành một khối mà không để cho một chút nào nó xen vô. Cho nên người ta niệm Phật, người ta có bên người Hoa, người ta có cái địa chung, tức là cái mỏ với cái tay, cái khánh nhỏ đó. Niệm liên tục để cái tâm mình không suy nghĩ việc gì nữa hết. Cũng giống như những cái thời khóa tu tập, tại sao cứ liên tục? Nhằm mục đích để cho chúng ta giảm bớt những thì giờ trống, chúng ta có thể làm, nói những cái việc không cần thiết. Ví dụ thời khóa thưa quá, mình rảnh quá cái mình ra ngoài sân, mình chụp hình, mình nói chuyện, mình làm việc này việc kia. Còn nếu mà thời gian liên tục thì sau đó tối về mệt rồi ngủ thôi, không có còn đủ sức để mà nói gì nữa hết. Đó. Hết một ngày rồi thì chỉ đi về nhà mà nghỉ thôi. Cho nên cái mục đích mà người ta niệm Phật liên tục không phải là để réo gọi Phật phù hộ, mà để dùng câu niệm Phật giúp cho mình. Tại vì khi mình niệm Phật, mình nhớ Phật, mình không niệm cái khác. Ví dụ mình dở kinh ra, mình lo mình dò theo kinh mình tụng, thì tưởng đâu có niệm khác nữa. Còn mình ngồi không là mình sẽ niệm. Mình ngồi không là mình niệm. Vì vậy cho nên tại sao trì chú mình tụng nhanh? Tại vì thần chú là mật ngữ. Thứ nhất tụng chậm hay bị lạc chữ lắm. Thứ hai là do tụng như vậy cho nên mình đem hết tâm mình của cái lực đó. Vì vậy cho nên không suy nghĩ khác. Mà không suy nghĩ cái khác thì không còn xen tạp vào. Niệm Phật thành phiến. Ta niệm từ chậm cho tới nhanh. Và ở bên Trung Hoa có một cái pháp thiền là hành hương, thắp cái hương lên, đi chậm. Mới đầu đi chậm lắm. Đi hồi thì cái vị mà giám thiền đó lấy cái cây thiền bản vỗ xuống đất, nhanh tăng lên chút. Một hồi nhanh lên. Đi mà nghĩa là đi liên tục để chi? Để tâm không còn bất cứ một cái tiệp tạp niệm nào hết. Chú tâm vào cái sự đi đó. Thì cái đó cũng là một phương tiện thôi. Niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, tất cả là một phương tiện để cho cái tâm mình nó không có sao lãng. Thì ở đây cũng vậy. Mình làm việc gì mà mình có chú tâm, mình sẽ có những cái sáng tạo. Người học nhạc cũng phải có sáng tạo để học. Người học kinh phải có sáng tạo để học kinh. Kinh học sao mà mau thuộc. Cái gì mình làm mà một ngày nào đó mình sáng tạo ra thì mình thấy nó rất là thuận lợi. Vậy nên Đức Phật nói người thiện nam tự nuôi sống bằng nghề nghiệp kỹ xảo. Làm ruộng có nghệ thuật của làm ruộng, buôn bán có nghệ thuật của buôn bán, phải không? Người ta buôn bán lâu ngày rồi, người ta biết cách xếp lá muỗng lĩa như thế nào để cho nó đi vào cái sự ngăn nắp. Hay lắm.
Với quý vị nào mà lên chánh điện mà làm hương đăng thời gian, quý vị sẽ tự sáng tạo cái cách nào làm hương đăng nhanh gọn mà không ồn ào. Đều có hết. Ngay cả khi mình cầm cái thao mình lên mình quét dọn bàn thờ. Mấy thầy mấy chú hồi nhỏ vô chùa là Pháp Hòa phải đi từng chỗ Pháp Hòa dạy từng một chỗ. Con muốn lau bàn thờ là trước hết con phải rút chân nhang trước. Tại vì khi mình rút chân nhang là bụi nhang nó sẽ ra, tro nhang nó sẽ ra. Cho nên phải rút chân nhang xong rồi cán lư hương. Sau đó rồi mới lau lư hương. Rồi quét bàn thờ. Hoặc là quét bàn thờ xong xuôi hết. Một cuối cùng là chúng ta lau. Đằng này không làm vậy, đi lau, lau cho sạch sẽ, bắt đầu mới rút chân nhang. Thì lúc đó rút chân nhang thì bụi tro nó lại bay tiếp. Lại phải phiền phức nữa, phải không? Hoặc là mình phải thấy chỗ nào bụi nhiều, mình lấy cái khăn ướt mình vắt khô mình lau để bụi nó khỏi có bay. Hồi nhỏ Việt Nam á, những cái nhà mà hàng ở ngoài lề đường á, trời mà bụi quá người ta muốn quét á, quý vị biết ta làm sao? Ta lắm lấy một cái thau nước, ta búng tay nước cho nước nó hơi lấp xấp ở dưới bụi đi, thì người ta quét á, bụi nó không bay. Quét được rác mà bụi không bay vì nhờ cái cách là mình lấy nước mình rắc lên, làm cho bụi nó có một tí nước nó quện lại và quét rác mà không bay bụi. Chỉ quét nhà thôi. Cái cây chổi mà mình đẩy nhà đó, cái chổi to to này nè. Phải biết cách đẩy đó, bụi nó mới không bay. Có nhiều người không biết đẩy xuống cái dở lên, đẩy xuống dở lên, thành thử đẩy tới đâu bụi nó đi tới đó. Cây chổi đó là chỉ được để xuống và đẩy một lần thôi. Xuống tới hàng dưới, quẹo lên, không có được dở vỏ chổi lên. Tiếp tục đẩy cho rác nó, bụi nó quến vào đó. Và khi nào mình cuối cùng mình mới vũ chổi thì nó mới sạch. Còn cây chổi đó mà xuống tới dưới cái dở lên là bụi nó rớt. Bụi nó rớt một khoảng lớn vậy đó. Mình cầm đi bụi nó rớt đi. Chỉ là đẩy cây chổi đó thôi. Còn cái cây lau nhà hay là cái khăn lau bàn, sau khi mình chùi dơ rồi, mình giặt sạch rồi, thường thường mình sạch mà mình giặt bằng xà bông, bằng nước nóng đi. Nhưng mà nếu quý vị vắt cái khăn đó bằng nước nóng, quý vị vắt cái cây chổi lau nhà bằng nước nóng, ngày mai quý vị sử dụng nó sẽ rất hôi. Thành thử sau khi mình giặt sạch xả bằng nước nóng rồi thì mình phải xả lại cái khăn đó hay cái chổi đó bằng nước lạnh. Nước cuối cùng là nước lạnh, vắt xong rồi phơi khô, ngày mai sử dụng khăn không hôi. Còn không là khăn giặt sạch mà ngày mai sau sổ ra nó hôi quá. Nó đều có cái kỹ thuật của nó. Cho nên nếu mình á, mà người mà có được một như vậy, không mất thời gian, làm việc gì cũng không mất thời gian mà có phương pháp, có khoa học. Nấu ăn cũng vậy, làm việc cũng vậy. Cái người vô bếp dù người ta chỉ luộc miếng rau thôi, nhưng mà luộc miếng rau có khoa học, có kỹ thuật. Luộc miếng rau mà không có dơ bẩn, không có hao tốn. Người không biết thì cái thao, cái rổ, rồi đây cái nồi, đằng kia cái chén, mà rốt cuộc có một miếng rau mà hai ba thứ trên bàn. Người ta biết cách luộc một nồi nước đó mà ta luộc bao nhiêu thứ rau, cũng một cái rổ đó thôi, và người ta vắt như thế nào vân vân, ta làm gọn lắm. Nhiều khi cũng một cái dao, một cái thớt, một cái chảo thôi mà ta làm được mấy món ăn. Còn mình không biết phi dầu một chảo, xào một chảo, kho một chảo, rồi mà hai ba món xào cái là mấy cái chảo, thành thử cũng bao nhiêu món ăn mà quá trời chảo nồi. Một lát nữa người vừa mất công thời gian rửa, vân vân. Cho nên làm việc, người có, mình làm được như vậy, có cái kỹ xảo đó, thì mình luôn siêng năng tinh tấn trao dồi cái đó, thì vị cư sĩ này có được một cái phương tiện đầy đủ. Nghĩa là có nghệ thuật, làm việc có phương pháp. Làm việc có phương pháp.
sắp xếp như thế nào mà nó đi vào cái thời gian cũng như cái công việc. Điều thứ hai là thủ hộ đầy đủ. Mình có của, mình phải biết giữ gìn, phải không? Mình phải có thủ hộ chứ. Mà thủ hộ đây là gì? Mình phải cái nào cất, cái nào xài, cái nào cho, cái nào cúng. Làm thiện cũng có, cho người thân cũng có, giữ một phần cũng có, đầu tư cũng có, và sử dụng hiện tại có. Phật dạy đầy đủ hết. Thì cái điều thứ hai là phải có đầy đủ sự thủ hộ. Có nhiều người ấy, làm ít mà xài nhiều, có không? Có người ấy, thì làm tới đâu xài tới đó, có không? Có người thì làm nhiều xài nhiều, làm ít xài ít, và thậm chí có người làm ít mà xài nhiều, và có người thì không làm gì hết mà xài thì quá chừng, có hết. Có nhiều người có làm có xài, có nhiều người làm nhiều mà xài ít, có nhiều người thì làm nhiều xài nhiều, có nhiều người làm ít xài ít, có nhiều người không làm mà xài. Cái này mới khổ nè, không có đi làm mà xài dữ quá. Thành thử ra Đức Phật chỉ dạy mình làm sao mình biết thủ hộ. Thời buổi nào, hoàn cảnh nào, gia tài mình như thế nào, mình được quyền sử dụng, nhưng mà phải có sự phòng hộ. Chữ thủ là giữ, chữ hộ là hộ trì. Nghĩa là mình phải biết giữ gìn và hộ trì như thế nào. Thì Đức Phật dạy trong này nè: do nỗ lực mà thu hoạch, tự tay mình làm ra, đúng như pháp mà có được, tích cực giữ gìn, không để cho vua, giặc, nước, lửa tước đoạt. Cái này là thường thường ta hay nói, tiền của là của năm nhà: một là nước trôi, hai là lửa cháy, ba là ăn trộm vô, bốn là nhà nước tịch thu, năm là con phá. Nếu mà mình không khéo giữ, con phá sản hết. Cho nên nếu mà mình làm bất hợp pháp thì nhà nước tịch thu. Nếu mà mình giữ để không cẩn thận, tích trữ không cẩn thận thì giặc cướp có thể lấy. Vì vậy, người thiện nam có tiền bạc gạo lúa do nỗ lực mà thu hoạch, tự tay mình làm ra. Mà làm ra bằng cách nào? Đúng như pháp mà có được. Nghĩa là không có lường gạt, không có làm những điều phi pháp, mà làm đúng pháp. Thí dụ mình có làm, đi làm mình đổ mồ hôi, bỏ công bỏ sức ra có được cái tiền của đó, thì đây là của cải của mình. Vì vậy cho nên phải phòng hộ nó. Ngày xưa có một cái em đó, nó không có đi làm, nhưng mà nó xài. Một ngày nọ ba nó đuổi nó, không có cho nó ở trong nhà. Thì bà già, ông già mới nói: ngày nào con làm được ra tiền á, con đem về đây thì ba mới chấp nhận con. Thế nó buồn tình nó cũng đi. Thì một ngày nọ nó cầm tiền nó đem về, ông già mới lấy tiền dục xuống dưới sông, dưới mương. Nó đứng tỉnh bờ, ông mới tin chắc rằng tiền này không phải của nó. Điều tra ra đúng y chang, bà già lén đưa nó. Bà già lén đưa, biểu con đem về con đưa cho ba con đi. Thật ra nó đưa ổng, cái ổng nó nói: ba tiền này con đi làm được nè, con đưa cho ba coi để chứng minh tiền con đi làm. Ông cầm tiền ông dục xuống sông, nó cũng đứng tỉnh bờ. Tại sao? Tại sao nó tỉnh bờ? Tại đâu phải tiền của nó. Rồi kỳ này bà già thất thoát, phải không? Lần sau nó đi làm thật tình, nó đi làm có tiền thiệt. Nó làm là nó đứng bán ở McDonald's, nó được đâu 3 đồng một giờ vậy đó. Làm đâu được mấy tiếng đem về, ông già vừa cầm tiền dút xuống sông, nó nhảy nó chụp theo, nó vớt, nó kiếm quá trời luôn. Kỳ này ông già nói: giờ đúng là tiền của con. Tại sao? Tại vì nó biết được giá trị của đồng tiền. Nó biết được giá trị đồng tiền, nó làm đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu, nó mới có được mấy thằng bạc này. Mà giờ ông già cũng dục xuống sông. Quý vị thấy thường thường mình đi làm một giờ có được mấy đồng, nhưng mình xài trong tích tắc, phải không? Pháp Hòa hay ví dụ cái chuyện này với mấy thầy lắm á. Mình làm một giờ ra 10 đồng, nhưng mình ăn một cái burger chỉ trong vòng 10 phút
là hết 10 đồng bạc, mà làm tới 1 tiếng đồng hồ mới có được 10 đồng. Nhiều khi mình cực khổ quá chừng luôn, mình gói từng cuốn chả giò, nào là bào khoai nè, rồi phải cuốn nè, phải để đông đá nè, rồi phải chiên nè, phải không? Rồi mình bán ra 50 xu, 50 sen một cuốn chả giò, hai cuốn có được đồng, bán tới 10 cuốn mới được mấy đồng, đi ra mua ly cà phê, một ly nước gì đó, bubble tea, nhiều khi nó còn mắc hơn mấy thằng bạc mình làm nữa. Cho nên Pháp Hòa hay nói đùa đó, làm thì làm chả giò mà xài là xài chả lụa. Tại vì chả lụa tới 5-7 đồng cái, còn chả giò 50 sen, lượm từng xu mà xài từng đồng, lượm thì lượm xu mà xài là xài đồng, có phải không? Mình làm bao nhiêu năm trời mới để dành được bao nhiêu tiền, nhiều khi chỉ vì một cái chi phí nào đó thôi, tiền đó, đó là nó may mắn á. May mắn là mình đầu tư đúng chỗ cho đúng người đó, còn không may mắn là bị gạt. Bị gạt cũng có nữa, thiếu gì người bị gạt tiền, nhiều lắm. Vì vậy cho nên á, mình mà có của mà mình giữ được á, mà khéo léo mà giữ được, đó là một may mắn của mình. Vì vậy cho nên á, các vị cư sĩ nào mà thờ ông thần tài ở nhà đó, có nhiều vị lên nói thầy ơi, bây giờ con quy y Phật Tam Bảo rồi, mà bây giờ con còn thờ ông thần tài, con có nên dẹp không? Pháp Hòa nói khỏi. Nếu chưa thờ thì khỏi thờ, nhưng nếu đã thờ không nên dẹp, cứ để đó thờ. Nhưng bây giờ mình thờ ông thần tài thổ địa bằng cả cái tuệ giác của mình, chứ không phải bằng cái kiểu mê tín của mình ngày trước nữa, là thờ để ông phù hộ có tiền có của. Mà thần là gì? Thần là sức mạnh, thần là cái đức, cái đạo. Tài là tiền của, tiền của là phước. Còn nếu biết cách giữ tiền là thần. Cho nên mình chính là ông thần tài của mình. Mình thờ ông thần tài là để nhắc mình thôi. Nhắc mình là phải có năng lực, phải có đạo đức, phải có tâm trí để giữ cái tiền đó, không để nó thất thoát. Thổ địa là gì? Địa là đất, thổ cũng là đất. Vậy thì bây giờ thưa đại chúng, mỗi người mình đều có phải làm chủ của cái thổ địa của mình hết không? Dù là đó là nhà mướn của mình, nhưng mà hiện tại mình đang làm chủ ở miếng đất đó, cái nhà đó. Cái đó chỉ là một phương tiện. Còn nói cách khác là gia đình của mình có hạnh phúc, có an ổn hay không, tùy vào cái cách sống, cái hành xử của mình, để cho gia trạch được ổn định. Bây giờ mình tu tập rồi, mình có tuệ giác rồi, mình cứ thờ thần tài thổ địa. Nhưng mình thổi vào đó một cái tuệ giác, một cái ý nghĩa thờ cúng thổ địa cao hơn. Cái gì cũng thần hết á, thần sông, thần núi, thần cây, thần này, thần kia. Quý vị đọc trong kinh Địa Tạng, thần chủ ngày, thần chủ đêm có không? Có bao giờ một ngày đi qua mà mình không có được gì hết không? Vậy thì mình không có thần chủ ngày. Mỗi ngày mình mở mắt ra là mình là một ông thần ngày đó của mình đó. Mình sống như thế nào để một ngày đó không bị gì? Không bị lãng phí. Một đêm mình có mấy tiếng để ngủ mà mình có ngủ không? Hay là mình lo lắng, hay là mình leo lên giường, mình mở game ra mình chơi, hay là mình lo, mình làm gì, mình rồi để một cái đêm tối đó đi qua, tới hồi nhìn là trời ơi, 5 giờ sáng rồi sao? Nãy giờ tôi lo gửi tin nhắn với người kia, nhắn tới nhắn lui, mê ly, quên giờ ngủ. Vậy thì thần chủ đêm mình không làm chủ được. Chứ thần nhà, thần cửa, mình là thần đó. Nếu mà nói một cách khác, cái nhà che mưa che nắng cho mình có phải là thần không? Mình đang đi trời mưa mà có cái dù, thì cái dù đó là thần dù chứ gì nữa. Mình đang trời lạnh quá, mình có được cái áo lạnh mặc, thì cái đó là thần áo lạnh chứ gì nữa. Mình đang đói bụng mà có chén cơm ăn là thần rồi chứ gì nữa. Mình đang khát nước mà được một ly nước cũng là thần rồi chứ gì nữa. Bữa nay mấy ngày nay Pháp Hòa có một thị giả ngang không,
Có một em nó đi dự khóa tu rồi. Ở nhà ảnh hay pha trà, sao lúc nãy ảnh tới đây cái ảnh cứ hay canh Pháp Hòa lên chánh điện là ảnh lên pha trà đấy. Nãy nè, chơi là chơi nha, nhưng mà canh thầy lên chánh điện một cái là ảnh vô ảnh pha ly trà, ảnh để ngay bàn làm việc của thầy sẵn. Hồi nãy Pháp Hòa vừa bước xuống cửa, ảnh đứng ngay cửa đưng hai tay để lên, trời ơi thần trà tới. Hồi chiều là đi về đây là quý vị biết bận rộn suốt luôn, không có giờ mà uống một miếng nước nữa. Tới chiều nó khát, nước nó khô, xây qua xây lại không có miếng nước, tự đâu có được. Vừa bước xuống cửa, ảnh ở đâu, ảnh đứng ngay cửa, ảnh dâng chung trà lên. Lúc đó mình vỡ lẽ ra thần trà. Cho nên thưa đại chúng là Pháp Hòa thường hay không có bài xích gì hết đó. Ai mà thờ mẹ sanh mẹ độ lỡ thờ rồi, Pháp Hòa không có biểu dẹp, cứ thể tiếp tục thờ. Nhưng bây giờ mình thổi vào đó cái tuệ giác của người thờ. Mẹ sanh là gì? Mẹ độ là gì? Mẹ là tình thương. Chỉ có tình thương mới độ được tất cả. Cho nên mình sanh ra mình nói có bà mẹ sanh, đúng rồi. Ai mà không có mẹ sanh, phải không? Mà đã mẹ mà sanh mình ra thì mẹ phải thương mình thôi. Trong lòng của mình cũng phải có một tình thương. Mình phải có tình thương, mình sanh ra tất cả, rồi mình độ tất cả bằng tình thương đó. Còn mình tin tưởng rằng có một bà mẹ sanh mẹ độ nào mình thờ, đó là cái chuyện lúc trước. Còn bây giờ mình hiểu đạo lý rồi, đâu cần dẹp chi. Nâng cái phẩm chất đó lên. Cũng giống như mình lỡ mình nấu nồi cháo nó lạc quá không ngon, đâu cần đổ cái chi. Nâng phẩm chất nồi cháo lên, cho đậu hũ vô, khoai môn vô, nêm nếm đồ lên, ngon lành lên. Có giá, có rau, có tiêu, có ngò, có gừng, có chanh, có ớt. Trời ơi, tô cháo tuyệt vời. Mồi sáng chán muốn chết. Hồi sáng là chán cháo. Nhưng mà mình nâng cấp cái nồi cháo đó lên thì nồi cháo đó ngon. Con người mình cũng vậy, mình phải nâng cấp cái hiểu biết của mình, cũng giống như mình nâng cấp đời sống của mình vậy. Việt Nam hay dùng mấy cái từ xuống cấp, nhà bị xuống cấp. Mình có bao giờ mình cảm giác mình bị xuống cấp không? Có một ngày nào đó mình thấy tinh thần mình xuống cấp quá, tu tập mình xuống cấp quá, mình phải nâng cấp lên. Hễ mà xuống cấp quá đó, mà muốn lui sụp á, không được. Lấy cái chèo chống lại. Hôm rồi mình học, tuần rồi mình học đó. Không được để thối lui, tệ lắm là phải đình lại chỗ, chống cái chèo lại. Quý vị nào ở dưới quê là sẽ thấy được cái hình ảnh đó. Người ta chèo ghe rồi, người ta mỏi quá rồi, người ta chống cái chèo nó lại, cột cái ghe lại, không cho nó lui mà nó nằm ở đó. Lát khỏe đi tiếp. Hoặc là những cơn sóng nó tới, cột cái ghe nó lại, không thôi nó lật. Mình cũng như vậy. Cho nên mình nhiều khi mình chỉ lo nâng cấp nhà cửa, nâng cấp quần áo, nâng cấp đời sống mà quên nâng cấp cái này. Mà nếu quên nâng cấp cái này thì nó không đủ tinh thần, nó đáp ứng được cái kia. Nó phải tương đồng. Pháp Hòa ví dụ, quý vị cho Pháp Hòa một cái gì đó rất là tinh vi, mới mẻ mà quý vị không dạy Pháp Hòa cách làm, cách sử dụng đó, Pháp Hòa cũng để yên đó thôi, phải không? Cho mình có cái máy tốt thì phải có hiểu biết về cái máy đó để sử dụng nó. Còn không thì nó ăn đường mịn nẻo, mình quậy một hồi nó hư luôn. Giống như bữa hôm cái máy nước Pháp Hòa chưa biết xài, không dám, cứ cầm nó sao nó cứng cứng mà bẻ thì sợ nó gãy, phải không? Tới hồi phải nhờ một cái chú kia tới chỉ. Ông nói dạ đúng rồi thầy cầm vậy. Dạ tôi thấy nó cứng mà tôi không dám làm. Nhưng mà có người chỉ rồi mới làm được. Cho mình có cái gì mới, cái này nó cũng phải tương đồng, sử dụng nó mới được. Nhưng mà đường thường thường mình cứ lo nâng cấp bề ngoài mà mình không nâng cấp hiểu biết. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải học Pháp.
Cho nên tiền của mình có được á, mình biết sử dụng thì tiền nó ra tiền. Mình biết làm ăn thì mỗi ngày cơ nghiệp mình nó phát triển. Có nhiều người người ta có biết tính toán, nói theo thế gian là có đầu óc làm ăn. Cũng giống như người ta có sáng tạo trong việc nấu ăn, ta nhìn cái gì ta cũng biến chế ra được. Khóa tu của một những cái khóa tu là mình nhờ những cái biến chế đó mới tiêu thụ được thức ăn. Bữa hôm xào cơm cái mấy đứa nhỏ nó ăn cái dư là ăn trê, cái hầm nó đâu có ăn. Cái bắt đầu bây giờ mình bắt đầu nghĩ ra cách mình đập dẹp nó ra, cái đem đi cháy chứ nướng cho nó giòn giòn, nó cầm nó ăn. Nó đâu biết gì, nó tưởng món giòn giòn món mới, đồ cũ đó con. Nhưng mà biết biến chế. Rồi mấy cái bánh mì hot dog á, để chi vô nướng này nó ăn được dạo, rồi cái nó chê nó không ăn nữa phải không? Được, để đó cắt khúc ra lăn bột lên. Trời ơi, chi nó chảy ở bên trong phải không? Ở ngoài bánh mì lăn bột giòn rụm, chấm khách chấp ăn. Có mấy mười mấy ổ bánh mì nó dành nhau nó ăn, mà để đó nó không ngó. Rồi nấu cơm xong rồi dư cơm trắng, cái giờ nhiêu đây ăn thì không đủ, nấu cháo ra thì sẽ đủ. Rồi mình nấu, mình luộc mì cho nó ăn, không được cái mình làm nó mì xào, mì xào nó chê, cái mình nấu nước súp cho vô cái nó dành nó ăn. Rồi rốt cuộc ăn hết mà không có phí gì hết. Do mình biết cái gì? Biết chế tạo. Đấy, cỏ hoa dại nhiều lắm. Thấy sư cô biết chế tác đem ra những bình hoa rất nghệ thuật. Mình nhìn nó, mình nói hoa dại mà cắm gì, dại mà biết cắm nó không có đẹp, nó không có xấu, sử dụng được. Cho nên đầy đủ sự thủ hộ. Thế nào là thiện tri thức đầy đủ tri thiện? Thế nào là thiện tri thức đầy đủ? Người thiện nam không mất điều độ, không buông lung, không dối trá, không hung hiểm. Những tri thức như thế có khả năng khéo léo an ủi sự sầu khổ chưa sanh, có thể khiến không sanh. Sự sầu khổ đã sanh có thể khai mở, tỉnh giác. Những điều vui thích chưa sanh có thể khiến sanh nhanh. Những điều vui thích đã sanh khiến giữ gìn không để mất. Đó gọi là thiện nam tử. Thiện nam, thiện tri thức đầy đủ. Thiện tri thức đầy đủ đây là không có mất sự điều độ, không buông lung, không dối trá, không hung hiểm. Và có khả năng khéo léo an ủi. Cái pháp khổ nó đã sanh, tìm cách hướng dẫn cho nó chấm dứt. Trong khóa tu các em lần này á, có nhiều em nó lên nó xin gặp riêng. Nó gặp riêng rồi nó trình bày những cái niềm đau nỗi khổ của nó. Pháp Hòa không có dạy cái gì mới hết á, nhưng mà chỉ cách cho nó ngay cái đó. Tại vì nó không có được gần những người thiện tri thức để mà cho nó cái mới. Bây giờ mình phải dạy nó làm sao về nhà sử dụng cái cũ mà biết biến chế, biết chế tác. Để ngay nơi cái khổ đó mà nó tìm ra được cái ánh sáng, nó tu tập. Có những em á, sau khi Pháp Hòa biết nó khổ rồi á, mà nó trùng hợp có những người mình nó lên nó nói cái pháp danh của nó tên gì, thì Pháp Hòa biết được cái nỗi khổ của các em rồi á, thì Pháp Hòa lấy cái pháp danh của mấy em, Pháp Hòa khai thác để các em nương vào cái pháp danh đó mà có được những cái tuệ giác ứng dụng trong cái khổ của mình. Thì Pháp Hòa mới nói, con biết không, con giống như là nhà có đủ dụng cụ, có đủ rau cải mà con chưa biết nấu thôi. Thầy chỉ cách con nấu thôi, chứ thầy không có cần mua gì cho con nữa hết. Con không cần mua sắm gì nữa hết. Nghĩa là pháp danh con giống như là đầy đủ những rau cải hay là dụng cụ để sửa chữa, và con chỉ lấy cái pháp danh con ra con ứng dụng. Và sau khi mà mình giải thích pháp danh của anh chị đó và chỉ cho cách tu,
nó vui lắm. Ngày hôm qua 12 giờ khuya Pháp Hòa đi canh, đi ra thấy mấy em nó ôm nhau, nó chia tay. Cái hình ảnh rất là cảm động. Và mấy đứa nó thích thầy Chân Tạng. Thầy Chân Tạng đứng giữa rồi nó bu quanh, nó vòng một cái vòng tròn, nó ôm. Thì mình biết rằng á, mấy em mà lần đầu tiên nó tới, nó chưa có thấm. Nhưng mà chỉ cần sau 2 ngày, nó có thật sự nó đi vào trong cái thời khóa, nó thật sự nó tiếp nhận, nó mở lòng, nó tiếp nhận tình thương của mọi người cho nó, thì nó sẽ thấm thôi. Có một em sáng nay nó đi về, nó lại nó ôm Pháp Hòa, nó nói tiếng Việt mà đơ đơ: con cảm ơn thầy nhiều lắm, thầy dạy con rất nhiều. Pháp Hòa nói ok, con đi về con nhớ thực tập, thực tập cho giỏi. Có một em nó hứa nữa chứ: next year con come back here, con will speak Vietnamese với thầy nhiều hơn. Để cứ pha pha trộn trộn vậy. Pháp Hòa hay nựng má mấy đứa nhỏ. Có nhiều đứa hồi nhỏ được nựng, lớn lên thầy không nựng, nó nói I miss that. Nó nhớ cái đó. Tại hồi nhỏ thôi, bây giờ nó lớn mình cũng chưa e dè chút. Nhưng mà khi nó nói như vậy rồi, Pháp Hòa nói con có allow thầy không? Nó muốn như vậy mà, ok, thích thì chịu. Cái gì mà hạnh, cái vui nó chưa sanh, làm cho nó sanh. Cái khổ nó đã sanh, tìm nó giảm. Chưa nói hết, chưa nói giảm hết. Vậy thì mình đi vô khóa tu á, là mình chưa nghĩ là mình ít khổ, nhưng mà ít nhất mình phải giảm khổ. Cũng giống như mình nói ra được cái nỗi khổ của mình, nhẹ lòng đó. Có nhiều vị đến khóa tu gặp quý thầy chia sẻ, nói ra được nhẹ trong lòng đó. Tại có những cái không nói ra được. Cho nên ở đây á, là mình không mất sự điều độ. Hôm nay ngày tịnh tu của đại chúng, nhưng Pháp Hòa cũng chia việc cho các thầy. Thầy nào phải đi đưa đón thì thôi có thời gian để nghỉ ngơi một chút. Thầy nào mấy ngày nay không có sinh hoạt với mấy em nhiều nhưng mà chạy lo việc. Có những thầy không có dính vô các em nhiều thì hôm nay mình sắp xếp để các thầy hướng dẫn cho đại chúng tu tập. Nghĩa là mình có làm mà có nghĩ, rồi có điều độ trong công việc. Mình làm chủ sĩ thì mình có cực hơn chút, nhọc hơn chút thì chuyện đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà những người cùng làm việc với mình thì phải cho người ta có sự điều độ. Sự sầu khổ chưa sanh có thể khiến không sanh. Thí dụ như những cái nhân xấu mình chưa làm, nhờ mình tu tập cho nên mình tránh nó đi, mình biết rồi. Còn cái nào mình lỡ rồi thì bắt đầu mình tìm cách mình giảm nó. Mấy em nhỏ đó, nó đi vào trong khóa tu là 5 giới phải được thuyết trình. Khóa tu nào cũng vậy hết, việc đầu tiên là phải có một ngày để nói về 5 giới. Và khi các em nó hiểu được 5 giới rồi, nó tự nó ghi danh, nó xin, nó quy y. Và bây giờ là không có cái gì mình ép uổng, không có khuyến khích, mà tự các em nó cảm nhận được 5 cái giới này thiết thực trong cuộc sống. Và nó tu tập. Mà khi nó có tu tập thì nó tránh được. Thí dụ nó biết là thuốc lá, rượu bia không có tốt cho sức khỏe, không có tốt cho tương lai, nghiền rồi là mất hạnh phúc gia đình, vân vân. Từ nhỏ thì bắt đầu nó hiểu được cái đó. Lớn lên có thể có đứa nó giỏi, nó tránh, và có đứa thì nó có thể nó dùng, nhưng mà nó không quá đáng, nó không tổn hại nó. Thế nào là đầy đủ chánh mạng? Người thiện nam có được tiền của trong công việc chi thu cân đối, bảo quản chu tất, không để cho việc nhập xuất mà xuất ít, nhập nhiều mà xuất ít,
hay xuất nhiều mà nhập ít, như người cầm cân thì phải thêm, nhiều thì phải bớt, cho đến lúc nào cân bằng thì mới thôi. Như vậy người thiện nam đã cân đối tài vật của mình trong khi xuất nhập ngang nhau, không khiến cho nhập nhiều xuất ít hay xuất nhiều nhập ít. Nếu người thiện nam không có tiền của nhiều mà sử dụng rộng rãi quá trớn thì sự sinh hoạt này mà người ta nói là quả u đàm bát không có hạt giống. Đây là một cái cách nói của người Ấn Độ. Ai cũng muốn nở hoa u đàm hết đó, nhưng mà không có trồng lấy gì nở hoa. Nói đơn giản là không làm mà cứ muốn có ăn, không trồng cây mà cứ ngồi chờ sung rụng. Làm gì có chuyện đó, phải không? Mình phải làm mới có ăn. Thì ở đây á, Đức Phật gọi là chánh mạng. Nó là một trong 8 cái phương pháp mà Đức Phật dạy đời sống. Thưa đại chúng á, khi mà mình học Phật á, mình phải nắm một cái căn bản vậy nè. Đức Phật dạy mình có một đời sống an lạc á, ổn định á, thì Đức Phật dạy mình 8 phương pháp để mình sống một cuộc sống an ổn. Đó là gọi là bát chánh đạo. Vậy thì 8 bát chánh đạo này không phải là 8 cái con đường để mình phải đi. Hễ mà đi con đường này mà không đi đường kia, không phải. Nếu mình hiểu sâu hơn á, là nó là 8 cái nhánh của một cái thân cây. Cũng giống như một con người á, nếu mà người đó có được chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh kiến, chánh niệm, chánh định, thì có phải là một người rất là hạnh phúc không? Và người đó có đủ khả năng mang hạnh phúc cho người xung quanh nhờ cái sự chân chánh của vị đó. Người có chánh ngữ thì nhất định là do có chánh kiến, mà có chánh ngữ chánh kiến là nhờ có chánh niệm, nhờ có chánh định. Và người mà có chánh mạng á, thì cuộc sống an ổn. Chánh mạng là gì? Nuôi thân mạng mình một cách chân chánh, không làm những việc phi pháp, bất hợp pháp để nuôi thân mạng mình, hay nuôi đời sống người thân mình. Ví dụ mình đi cướp của, giết người, đi lường gạt người ta để mình sống rồi mình nuôi người thân mình á, thì đây là không phải chánh mạng mà tà mạng. Mà người thân mình á, họ không biết, nhưng mà họ có hưởng thì gọi là cộng nghiệp, cộng tội. Còn ví dụ mình mà làm một cái việc phước, ví dụ như cái người đó người ta giúp người, nhờ như vậy cho nên đó, người thân của họ ai cũng quý mến, đi tới đâu cũng được người ta đón chào, thì cái người kia là cộng phước, nhờ phước gốc ở trên mà phước nhánh, phước cành được hưởng. Cho nên bát chánh đạo là 8 cái nhánh của một thân cây. Chứ cái cây mà nó có một nhánh nhìn sao được. Không, người ta cái cây này có 8 cái nhánh, mà nhánh nào cũng đều là xung xuê, khỏe mạnh nhờ cái thân. Vì cái thân cây là gì? Là chánh niệm. Có chánh niệm là có chánh ngữ, có chánh kiến, có chánh tư duy, có chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm, chánh định. Nhờ mình có cái chánh niệm đó. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là thế nào là có chánh mạng đầy đủ, người đó xuất nhập chi thu đều đặn. Nếu mà mình xuất nhiều mà chi ít cũng đâu có được. Mà bao giờ mình mà chi nhiều mà xuất ít cũng không được, keo quá. Thí dụ mình buôn bán á, muốn lấy thiệt nhiều của người ta mà chi ít quá, chất lượng không đủ, không tương đồng với cái tiền người ta bỏ ra. Ví dụ bây giờ người ta vô, người ta mua một cái món hàng gì đó trả rất là đắt tiền, nhưng mình lấy mấy cái đồ dỏm, đồ cũ mình để vô, chi chút xíu à, mà lấy nhiều thì lâu ngày cũng không được. Chứ chánh mạng là gì? Nuôi thân mạng đầy đủ. Đó là về cái phương diện đời sống vật chất, lợi ích, an lạc trong hiện tại. Chỉ mới có phần phương tiện nè, tức là nghề đó, nghề nghiệp nè. Thứ hai là gì? Biết giữ gìn nè. Thứ ba là gì? Khéo an ủi, điều độ. Và có được một cái đời nuôi thân mạng, đời sống gia đình mình một cách chân chánh. Đó là thuộc về đời sống vật chất hiện tại. Đức Phật dạy tiếp,
Nếu mà về cái đời sống của một người Phật tử nữa đó, Đức Phật dạy có bốn phương, có bốn pháp có thể làm lợi ích đời sau, an lạc đời sau. Hồi nãy là lợi ích hiện tại, an lạc hiện tại. Còn bây giờ lợi ích về sau mà an lạc về sau, vị đó có bộ đủ bốn cái gì? Thứ nhất là đầy đủ đức tin. Đức tin là gì? Là mình có niềm tin nơi Phật, mình có tin ở Pháp. Không có việc gì làm mà không khởi sự từ đức tin. Như tuần rồi Pháp Hòa có thưa vậy đó, quý vị không có tin chùa quý vị đâu có tới, quý vị không có tin Phật quý vị đâu có tới. Hồi sáng này ở trên đường đi tụng kinh thì có một thầy mới hỏi Pháp Hòa, tại vì thấy thầy thấy Pháp Hòa đi đám con mình, các vị đều bận việc mỗi người mỗi việc, Pháp Hòa đi đám mình, thầy đi chung. Ở trên xe hai huynh đệ nói chuyện, thầy mới hỏi Pháp Hòa chứ đám nào thầy cũng đi hả? Pháp Hòa nói đúng rồi, không cần quen biết, người lạ cũng đi, người Tàu người Tây gì mình cũng đi, miễn họ tới họ mời là mình đi. Pháp Hòa đi đám á, Pháp Hòa không có nghĩ cái chuyện gọi là người ta cúng dường, nhưng Pháp Hòa nghĩ rằng á, đây là cái cơ hội để cảm hóa cái niềm tin của họ. Có thể họ tin cầu siêu hay là tin trời Phật một cách chưa có chân chánh, thì nhờ cái cơ hội này mình đến mình cảm hóa. Hoặc là có những người trong đời sống của họ, có thể họ đã từng gặp những người xuất gia hình ảnh không có được đẹp, không có dễ thương, họ mất niềm tin ngay từ đó. Nhưng mà nhờ mình đến, ít nhiều gì mình cho họ thấy được cái hình ảnh của một người tu, mình chuyển hóa cái suy nghĩ của họ. Pháp Hòa còn nói có thể họ không có đi chùa, họ không cúng dường gì hết cũng không sao, nhưng mà quan trọng là họ không còn suy nghĩ sai quấy về đạo Phật, hình ảnh của người tu hay là giáo pháp. Cái quan trọng là Pháp Hòa muốn chuyển cái tâm của họ suy nghĩ. Còn những chuyện khác, họ có đi chùa nữa hay không, họ cúng dường mình hay không, không quan trọng. Họ không cúng cũng không sao, họ không đi chùa cũng không sao, mà quan trọng họ đừng giữ cái tâm niệm đó nữa. Đừng giữ trong lòng là thầy chùa nào không xấu. Tại vì nhân hư chứ đạo bất hư. Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Cho nên không có thể nhìn chung như vậy, tội. Tội là gì? Tội nghiệp cho họ là họ cứ sống hoài bằng cái hình ảnh đó. Rồi lúc nào họ thấy cái đầu trọc đó là tâm họ sân hận lên. Cho nên Pháp Hòa muốn cảm hóa cái đó. Nửa đêm nửa hôm mình cũng đi, trời tuyết trời lạnh mình cũng đi, quen biết mình cũng đi, không quen cũng đi. Ở chùa là Pháp Hòa có mặt, ở nhà là chưa từ nan một đám tang. Đi đám Pháp Hòa nói họ mời thứ bảy là mình biết mình bận, mà Pháp Hòa nói để sắp xếp. À, nếu mà cái trong gia đình rất rất là muốn mình có mặt, Pháp Hòa mới nói cái đó để Hòa ráng nha, nhưng không được yên tâm Pháp Hòa vẫn sắp xếp quý thầy đi. Nhưng mà sáng nay Pháp Hòa biết một mình có mặt là gia đình người ta sẽ rất là hạnh phúc, rất là vui. Cho nên thôi để các thầy nghỉ ngơi làm việc khác, Pháp Hòa đi đám. Mình xuống mình có mặt thì dù chỉ có hai thầy nhưng gia đình rất hoan hỷ. Chị trên xe thầy tại thần thầy lần đầu tiên thầy đến đây. Thầy ngồi trên xe thầy hỏi qua, thầy thấy Pháp Hòa đi đám. Đám này thầy có quen không? Dạ không. Đâu có cần quen biết mình mới đi. Thỉnh thì đi, nhưng mà mục đích Pháp Hòa đi đám, Pháp Hòa có cái chủ ý là gì? Cái lòng Pháp Hòa chỉ muốn cảm hóa cái niềm bất tín của người ta trở thành cái niềm tin. Nhưng mà tin ở đây là tin chân chánh chứ không phải là tin mù quáng. Cho nên Phật tử mình cũng vậy,
Nếu mà mình có những cái niềm tin không đúng về Phật, ví dụ không nên thờ Phật đứng, không nên thờ Phật ngồi, còn trẻ không được thờ Phật Thích Ca, tại vì Phật Thích Ca là để cho người nam thờ, người lớn tuổi thờ. Mình thờ Phật Thích Ca mà còn trẻ quá mình thờ như vậy là mình tội. Rồi mình phải đi thờ Quan Âm, mà phải Quan Âm đứng hay Quan Âm ngồi, vân vân. Những cái cách suy nghĩ như vậy đều sai với cái cách nhìn cái của đạo Phật hết á. Mình hiểu như vậy là mình sai với đạo Phật hết đó. Rồi bây giờ thí dụ một đứa con của mình nó về nó nói mẹ, mẹ con muốn có cái hình của ba để con kỷ niệm. Không được con, con còn nhỏ đừng có nhớ ba. Để cho mẹ nhớ thôi. Nói vậy nghe được không? Con mà nó nhớ tới ba mình là đệ tử mà nhớ Phật là tốt chứ tại sao? Rồi bây giờ mình không có treo hình Phật, lẽ nó đi ra rồi chợ nó mua mấy cái hình tầm 7, tầm 3 vậy nó treo đầy nhà chắc được à. Đó không? Thành thử ra mình quan niệm như vậy thì nó sai hết với cái nhìn của đạo Phật. Cái thật chân, cái chân tướng, cái chân thật của đạo Phật. Cho nên đối với Như Lai, người thiện nam có tin, có tâm kính tin, gốc rễ tín vững chắc. Mà người mà có chắc như vậy rồi, Đức Phật dạy như thế này nè, người mà có niềm tin vững như vậy đó, thiên ma phạm vương thà phạm thiên cùng với loài người, tức là bốn, dù cho thiên, dù là trời, là ma, là phạm vương hay ngay những con người, không có thể nào phá hoại được cái niềm tin của mình. Không ai lung lay được niềm tin mình hết. Vì có mình thì có, vì mình có tin Phật là thần thánh đâu mà phá hoại. Mình tin Phật là người thầy có khả năng dẫn dắt. Hồi nãy trong lễ quy y cho Phật tử, Pháp Hòa có nói quý vị tin Phật, quy y Phật là vì mình kính tin Phật. Mà kính tin Phật là một con người như chúng ta, nhưng ở nơi con người này có hiểu biết, có thương yêu và có phương pháp giúp cho chúng ta chuyển hóa khổ đau an lạc. Phật đi con đường này, bây giờ Phật chỉ mình đi, cho nên mình kính tin Phật là như vậy. Tin Phật là người thầy có khả năng dẫn dắt, có đủ phương pháp cho mình. Mà mình mà tin được như vậy, không có ai lung lay mình được, dù là trời người phạm thiên. Thế nào là giới đầy đủ? Người thiện nam không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu. Đó gọi là giới đầy đủ. Nói đơn giản là đạo đức đầy đủ. Tại chữ giới nghĩa là đạo đức. Bây giờ quý vị nghĩ, hồi nãy Pháp Hòa nói, mình tu tập, mình quy y, mình hướng về Pháp. Pháp này là phương pháp, là con đường. Mà con đường mà đầu tiên nhất Phật chỉ cho người cư sĩ tại gia chính là năm con đường đạo đức này. Mà con đường đạo đức này nó hướng thượng, sống không có bê tha nữa, tâm mình hướng thượng. Có phải không? Không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc, có phải là hướng thiện không? Mình bỏ cái đó mà. Mà khi mình bỏ cái đó rồi á, mình đâu có sống ràng rỡ, mình đâu có sống để cho người khác phải khổ đau vì mình. Đó là sống giải thoát. Đời này mình không làm những cái điều sai quấy, chết không đọa địa ngục, không xa vào những chỗ xấu ác. Cho nên quy y Pháp là hướng về ba nẻo: hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Người mà có tình thương lớn đối với bản thân, với gia đình, với xã hội, giữ năm giới. Vừa rồi trong lễ quy y có một đạo hữu đi với gia đình, ba mẹ con cái đi dự khóa tu hết. Nhưng mà mẹ quy y, con quy y, ba quy y. Pháp Hòa đi tới lui nghe mẹ cứ khuyến khích, nhưng mà ba cứ bình thản. Pháp Hòa không có gia thêm, không có nói gì hết. Nhưng ngày hôm đó ông có tới ông dự. Quý vị biết sao lễ quy y, ông đến ông nói Pháp Hòa: thầy ơi, thầy cho con xin quy y. Hồi nãy con ngồi dưới con nghe thầy giải thích năm giới mà người của con nó rợn lên hết, tâm can con chấn động hết. Tại vì sao? Tại vì bây giờ nghe năm giới này nó thiết thực quá, nó đâu có gì gọi là mù quáng đâu.
Đâu có gì ép uổng ai đâu. Đâu phải nói là anh là Phật tử anh không được giết hại, mà nói làm sao ý thức được khổ đau của sự giết chóc. Con xin nuôi dưỡng lòng từ bi, không giết người, không tán thành mọi sự giết chóc. Nhưng mà nãy con ngồi dưới con nghe thầy giảng năm giới, người con nó chấn động hết. Người con, ông nói da gà con nổi, toàn thân con chấn động. Mà con chưa bao giờ nghĩ tới một ngày con sẽ quy y. Xin thầy cho con quy y. Cho nên lúc nào Hòa cũng thọng câu hết á. Trước khi truyền giới Hòa nói nha, quý vị nào chưa ghi danh quy y mà nãy giờ nghe Pháp Hòa nói hiểu được rồi, phát tâm quy y, cứ phát nguyện ghi tên sao. Có vị nào chưa nghĩ, chưa còn sợ quy y, quý vị nghe rồi, quý vị hiểu rồi mà quý vị phát tâm, quý vị vẫn phát nguyện quy y. Cái chuyện ghi danh đặt pháp danh là chuyện phụ, quan trọng là tâm ý mình hiểu và mình phát nguyện. Cho nên có nhiều người chưa ghi danh gì hết, nhưng mà ngồi trong đó nghe được cái pháp quy rồi phát. Cho nên giới là gì? Là đạo đức. Giới là mình nên làm những gì mà không nên làm những gì. Cho nên giới được có hai định nghĩa để giữ giới: chỉ trì và tác trì. Chỉ trì là nên giữ cái điều nên không nên làm. Thí dụ như đừng sát sanh, đó là chỉ đó, nên giữ cái sự đó. Không trộm cắp, không phải của mình không lấy. Có một đạo hữu hỏi Pháp Hòa, chứ giờ con lấy của người khác con cho, con không có xài, con cho người ta được không? Cho anh cho ai không cần biết, anh lấy của người ta là phạm lỗi. Nhưng mà họ có dư, dư cũng của người ta. Họ có dư đó là phước của họ, họ có của dư là phước của họ. Còn mình lấy của người khác là không được. Còn mình muốn thì mình xin, thì mình thấy họ dư mình xin đi. Mình nói anh cái này anh dư nè, người khác cần nè, anh có thể anh cho không? Nếu họ cho thì tốt quá rồi. Thật ra cái người ta có là của, nói tôi phải lấy của người dư của để cho người nghèo. Cái đó trên cái phương diện nhìn một chiều thì có lẽ đúng, nhưng mà ở cái lẽ công bằng thì kỳ vậy. Của người ta với dư, người ta có dư mà cũng là cái phước của người ta, tài sản của người ta, không nên lấy. Cho nên cái đó gọi là phòng, cái đó là gì? Chỉ trì. Còn tác trì là gì? Nên làm, nên làm việc bố thí. Tác là làm, trì là giữ. Nên giữ cái việc cần làm, đó là bố thí, đó là phóng sanh, đó là chánh hạnh, đó là nói thật, vân vân. Còn chỉ trì là nên giữ sự không nên làm, đó là không trộm cắp, đó là không tà hạnh. Cho nên giới có, giữ giới có hai cách. Phật tử có cách, có hai cách giữ giới: không nên làm và nên làm. Chỉ và tác. Chỉ là dừng, tác là nên làm, tác là làm. Thí dụ như mình nói đừng có ghét người ta mà không thương nữa, là cái đó là ở trung bình thôi. Còn nếu mà hay hơn nữa là đừng ghét mà phải thương. Tại vì mình có tình thương, mình thương họ thì người ta sẽ được sự phấn chấn, được an ủi. Thế nào là đầy đủ sự thí? Đó là cho. Trong này dùng cái từ là bố thí buông xả. Chữ Hán gọi là giải thoát thí. Cho mà đừng vướng bận. Người này là người nhận, đây là của tôi cho, tôi là người cho. Còn ba vướng ba cái này là vướng ba cái mắt. Người nhận là người xin mình nè, của mình cho và tôi là người bố thí. Vướng ba cái này thì mình dễ giận người ta lắm. Đó, người này là người thọ ơn của tôi nè, tôi là người làm ơn. Rồi mình nhớ luôn hồi xưa tôi cho nói gì nữa. Cho nên cái này là chưa phải là bố thí buông xả. Trong bản chữ Hán gọi là giải thoát thí. Cho một cách giải thoát, không ràng buộc. Người thiện nam với tâm không vấy bẩn bởi sự keo kiệt, sống đời tại gia, hành bố thí buông xả, thường tự tay mình cho, vui vẻ tu hạnh thí xả.
Có những vị người ta đâu có cho tiền của, nhưng người ta cho công sức. Trong cái ngày cảm tạ đại chúng, Pháp Hòa có cảm tạ các vị phụ huynh. Các vị phụ huynh đã đến đây tham dự thời khóa, nhưng mà mục đích phụ huynh đưa các em tới, và các vị phụ huynh đã đóng góp hết sức, thật là tận tâm tận tình trong những cái ngày tu học của các em. Thấy hết sức là cảm động, chăm sóc các em và phụ với ban tổ chức rất nhiều, nhất là cái khâu nhà bếp dọn dẹp vân vân. Và có những em lớn đi tham dự, mặc dù với cái nghĩa là đi tham dự khóa tu thanh thiếu niên, nhưng mà thật sự các em ngoài tham dự thời khóa, các em còn đóng góp rất nhiều và còn tu tập chung với người lớn rất giỏi. Cho nên Pháp Hòa hay nói với mấy em á, mấy đứa đừng có thấy thầy im im, thầy đi vòng vòng mà mắt thầy ngủ nha. Thầy mở hết á, thầy thấy hết, ai làm gì, thậm chí đứa nào ngồi thiền không ngồi thiền mình biết hết á. Tối mà Pháp Hòa đi canh mấy đứa con trai á, đi từng dãy vậy đó, mà đứa nào mà còn mở phone ngủ á, đâu có la đâu, dò đầu ngủ đi con, năn nỉ nó ngủ đó. Rồi cái mà Pháp Hòa mà bữa nào mà mình hơi căng chút nha, thầy còn thấy đứa nào mở phone là thầy sẽ lấy phone nha. Trời ơi, nó đưa nhất dương chỉ, nó kéo cái đèn xuống liền, để cho cái điện thoại tối lại. Nhưng mà nó làm sao nó qua được mắt thần. Hồi nhỏ Hòa hay chọc mấy thầy á. Hồi nhỏ mấy thầy, mấy em nào mà nó ghiền game đúng không, ngủ dậy thiệt sớm như leo bàn ngồi, nghe thầy xuống nó tắt máy, rồi nó chạy ra nó làm giống như nó đang sửa soạn đi học vậy. Pháp Hòa cũng bước vô vậy, thăm giả bộ vậy mà lấy cái tay rờ ghế nha, nóng hổi à. Pháp Hòa nói trong bụng, kế này xưa rồi con. Kế này thế của thầy. Hồi nhỏ mà ghiền phim Tàu á, ông già mà ông cấm không cho coi á, là canh không đi làm mà ngủ thức dậy thiệt sớm, tụng kinh còn lười chứ coi phim Tàu là xiên lắm. Đầy đủ thí xả. Cho nên thí đây có nhiều khi không phải là của cải không, mà mình đóng góp công sức. Đóng góp công sức. Quý vị thấy ngày nay Tây Thiên, mỗi ngày mỗi khác đi. Nếu không có những bàn tay đóng góp hết sức thí xả đó, mình đâu có được như vậy. Có những bác, những cô nấu ăn mà phải suy nghĩ nấu cái gì cho mấy đứa nó ăn cho được. Rồi thậm chí còn nhiều bữa nấu cho người lớn nữa, nấu phải hai phần nữa. Người lớn không ăn đầy tô, tại mấy đứa nhỏ nó ăn đồ tây. Phải nấu cho người lớn. Chỉ những cái cử chỉ đó thôi, mình đều cảm động hết. Tại vì mình thấy được cái tâm của người ta, cái sự thí xả của người. Thế nào là đầy đủ tuệ? Là người biết như thật về khổ, về tập, về diệt, về đạo. Đây là tứ đế. Bốn điều chân thật của nhà Phật, Đức Phật dạy đó là khổ, tập, diệt, đạo. Nhưng mà nếu mình có thể hiểu ngược lại, khổ là cái quả của tập. Nếu mình muốn nói tập đế trước cũng được nữa, tập đế là nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ. Nhưng mà tại vì con người của mình á, vừa động tới mình là nó trời tôi khổ quá, cứ than khổ mà không bao giờ truy tìm cái nguyên nhân của khổ. Cho nên mình nói theo cái thuận, theo cái thường tình của thế gian, khổ. Còn nếu mà nói theo cái nhìn của người có học Phật á, nguyên nhân nào khổ? Người có học Phật á, người có tu là ta tránh cái nhân khổ ngay từ đầu. Còn mình không có tránh nhân, mình cứ làm nhân, tạo nhân. Nhưng mà khi quả nó đến thì mình bắt đầu ngồi than, than khổ. Vừa bắt phone lên cái, thầy có 10 phút không cho con than chút. Thầy có 15 phút không cho con than chút. Cho nên chúng sanh mình theo cái thói quen, gặp là than khổ à.
Và mình đụng tới mình là mình khổ. Cho nên Phật nói khổ. Và sau đó Phật đúng ngay cái tâm trạng của chúng sanh mình. Rồi Phật nói xong rồi Phật mới nói: có biết tại sao khổ không? Phật nói tập. Tập là gì? Là nguyên nhân của khổ. Rồi Phật khi mình biết được, thì ra cái quả nó đều có cái nhân. Tự nhiên mình bừng sáng ra, tâm mình nhẹ ra. Cái đó gọi là diệt. Diệt tức là sự an tịnh khi mình biết được khổ và nguyên nhân của khổ. Mặc dù chưa hết khổ, nhưng mà bớt khổ rồi, biết được nguyên do rồi. Và cái cuối cùng là gì? Đạo. Anh biết khổ, anh biết nguyên nhân của khổ, và anh thấy được cái sự yên tịnh của bớt khổ. Bây giờ tôi chỉ anh con đường dứt khổ, đó là đạo đế. Cho nên nói, giảng gì giảng cũng ngoài tứ diệu đế đâu. Thí dụ như nãy giờ mình nói, tính cũng là đạo đế, giới cũng là đạo đế. Tại vì mình có tu mấy này thì khổ sao nó có mặt được. Chứ đâu phải chỉ bát chánh đạo. Cái gì tu tập để mình hết khổ đều là con đường của đạo, của là đạo đế. Đạo đế là con đường hết khổ. Mà muốn có con đường hết khổ thì có nguyên do. Thì Đức Phật nói người có đủ cái tuệ là người ta thấy được khổ tập diệt đạo. Khi mà thấy rồi thì không có còn trách trời, trách đất gì nữa hết. Không có còn than trời, trách đất. Mà bây giờ bừng ra, giác ngộ ra. À, có trời mà cũng có ta. Hồi xưa mình không biết, mình giao hết cho ông trời. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Bây giờ hiểu rồi, có trời mà cũng có ta. Và ngộ ra được một đạo lý là tu là cội phúc, tình là dây oan. Chỉ có cái tu, cái giải thoát mới là cội phúc. Còn bất cứ cái vướng mắc nào, chữ tình đây là tượng trưng cho vướng mắc chứ không phải tình cảm trai gái nha. Bất cứ cái tình vướng mắc nào, cái vướng mắc nào xảy ra cũng đều là những sợi dây nó cột mình hết. Đó, cái chỗ ngồi này mỗi tuần tôi tới tôi ngồi. Bữa nay tôi tới trễ cái bị người khác chiếm. Chỉ khởi cái tâm là bị người khác chiếm thôi đó là tình, là dây quan đó. Cái chỗ ngồi đã biến thành cái chỗ khổ đau của mình. Năm nào tôi tới khóa tu tôi cũng được ngủ ở trong cái nhà này nè, trong cái phòng này nè. Bữa nay tôi tới khóa tu đẩy tôi ra ngoài kia rồi, mà nói một lần rồi 10 ngày nói tiếp. Không có kinh gì thuộc hết, có một bài kinh đó tụng hoài, gặp ai cũng tụng đó. Tôi đi 10 khóa tu rồi, tôi đi 20 khóa tu rồi mà cứ đẩy tôi. Đưa tôi lúc nào tôi cũng ở đây. Cái này là cái này nói cái chỗ ngủ thôi nha. Mà mai mới ngủ có 10 ngày thôi. Mà nếu mà vậy mà cứ đòi về cực lạc hoài. Cái chỗ ngủ mà chưa giải thoát được thì làm sao thoát được cõi ta bà. Trong đó nó có cả tình cảm, vợ chồng, con cái, tiền của, sự nghiệp. Chỉ cái chỗ ngủ tạm thôi mà. Mà lúc nào cũng nói đời là cõi tạm. Lúc nào cũng nói đời là cõi tạm, đụng tới là đời là cõi tạm, đừng có tranh, đừng có giành. Mà cái chỗ ngủ nó trật cái là thôi, khổ đau 10 ngày. Thiếu điều muốn lên thuyết pháp luôn. Tôi phải ngủ với người này, tôi phải gần với người kia. Nhưng mà bữa nào mà tình cảm nó sức mẻ rồi, chạy lên ban tổ chức liền, đừng có cho tôi ngủ với bà này. Ủa sao bữa hôm dặn con vậy, bữa nay tôi đổi ý rồi. Cái khổ nó từ đâu? Tu là cội phúc. Tu là gì? Là sự giải thoát. Tình là dây oan. Bất cứ sự vướng mắc nào nó cũng đều làm cho mình khổ. Hồi mình mới vô mình hiền lành lắm. Bắt tôi nằm đâu tôi nằm đó. Cho tôi ngủ ai tôi ngủ đó. Nhưng mà bắt đầu dính mắt rồi. Hồi xưa mà Phật kỹ đến mức độ là chư tăng mà ngủ ở trong rừng mà ở gốc cây mà Phật không cho ngủ hơn 3 đêm mà. Trời bây giờ có một cái chỗ ngủ nó ấm cúng à. Có mền đắp, có gối nằm, có người trải ra sẵn. Xong rồi mình chỉ đi về thôi, mình không có làm gì hết.
Mình phải khởi tâm nghĩ đến những cái khó nhọc, tự nhiên mình an lạc được mấy cái kia nó bận rộn. Ta bà là cõi khổ, mà ta bà là gì? Là nếu mình dịch nghĩa chữ ta bà là cõi kham nhẫn, mà kham nhẫn nghĩa là chịu đựng. Người ta chửi mình còn chịu đựng, người ta mắng mình còn chịu đựng, huống chi cái chỗ nằm nó có ngã lưng mấy tiếng mà. Từ Khánh Anh với Khánh Hòa mà đi chừng 20-30 bước mà tới đây mà mình cũng đi không nổi nữa rồi sao? Mà nếu mà thí dụ như đây bây giờ đang lo nè. Nếu như Khánh Anh Khánh Hòa mà không sửa được nữa thì cũng phải chịu thôi. Lúc đó tìm hai khu đó ở mà còn không ra nữa đó. Cho nên mình phải nhớ là ta bà là khỏi tạm. Lúc nào mình cũng nói ta bà là khỏi tạm. Vậy mà cái chỗ nào mình cũng muốn permanent của mình hết sao được. Cái tóc của mình nó cũng tạm đó nha. Tới tuổi là tự nó bạc à. Sau Covid này nhiều người thành tiên lắm. Tại vì hết đi nhuộm nữa rồi. 2 năm không có ra tiệm tóc là thôi đẹp rồi, để luôn đi. Có nhiều người không ra tiệm tiệm tóc cạo luôn. Nhờ cạo vậy thấy mát mẻ quá, để luôn vậy. Em là một ví dụ nữa. Vậy thì quý vị thấy được cái bài kinh của Phật dạy ha. Nếu mà đối với cuộc sống hàng ngày thì Đức Phật dạy mình có phương tiện, biết giữ gìn, có biết cách quân bình, có được cái chánh mạng là an lạc bây giờ và hiện tại, tương lai. Còn Phật dạy mình an lạc tương lai là nhờ mình có 4 pháp: đức tin, giới hạnh, thí xả và trí tuệ. Đó là 4 cái điều mà chúng ta an lạc đời này và mai sau. Cho nên người mất trong Phật tử, người quy y chúng ta gọi là hương linh, nghĩa là cái linh này bây giờ có cái hương của sự tu tập, có cái mùi thơm của sự tu tập. Hương linh. Người nào mà thọ tam quy ngũ giới gọi là hương linh. Người nào mà thọ thập thiện, thọ Bồ Tát tại gia, hay là thọ sa di, sa di ni gọi là chân linh. Còn vị nào mà thọ tỳ kheo ni gọi là giác linh. Còn người nào cái gì cũng thọ cũng hưởng kêu là linh tinh. Thôi thì bây giờ Pháp Hòa kết thúc bài kinh này bằng một bài kệ Đức Phật dạy. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: phương tiện tạo dựng nghiệp, tích tụ phải giữ gìn, người thiện nam thân hữu, chánh mạng trong sự sống, tịnh tính giới đầy đủ, bố thí lìa sang tật. Tịnh tính giới đầy đủ, bố thí lìa sang tật, thanh tịnh thường thăng tiến. Thanh tịnh đường thăng tiến, đời sau được an lạc. Nếu sống đời tại gia thành tựu 8 pháp này, suy nghiệm lời Phật dạy, những điều Phật giác tri, thì hiện tại an ổn, sống hiện tại hỷ lạc, đời sau cũng hỷ lạc. Đức Phật nói kết quả, nếu mình giữ được 8 điều, đầy đủ cái niềm tin, đầy đủ giới, đầy đủ thí, đầy đủ tuệ, đó là 4. Còn ở trên là có gì? Có được phương tiện, có được phòng hộ, có được thiện tri thức, có được chánh mạng. Người nào có đủ 8 cái này, suy nghiệm lời Phật dạy, những điều Phật giác tri, thì hiện tại an ổn, sống hiện tại hỷ lạc, đời sống an ổn, trong lòng có niềm vui, đời sau cũng hỷ lạc. Phật dạy kinh này xong, Ức Xà Ca nghe những gì Đức Phật đã dạy, tùy hỷ, hoan hỷ, làm lễ rồi lui. Đại chúng nhớ cái câu trong này gọi là những điều Phật giác tri. Giác là biết, giác là giác ngộ ra và hiểu biết nó. Và Phật có được cái giác tri này cho nên Phật hướng dẫn. Và không phải một thứ, pháp nào Phật cũng thấy được cái cội nguồn của nó, cái nhân duyên, cái nhân quả của nó. Để chi? Để mình hết phiền hà, hết có mắng vốn, hết có phiền não, vì mình thấy rõ tất cả.
Thôi thì hôm nay qua cái buổi sinh hoạt hàng tuần, Pháp Hòa trích lại một bài kinh nữa ở trong bộ tạp A Hàm để chia sẻ với đại chúng. Quý vị có thời gian, quý vị đọc mấy bài kinh ngắn này hay dữ lắm luôn. Tạp A Hàm có rất nhiều kinh hay, và đây chỉ là một bộ thôi nha, mà những bộ kinh như vậy rất nhiều. Cho nên thời gian của mình có được á, không có lãng phí, phải dành thời giờ để đọc mà mình. Dạ mời cô. Thế là thầy có thần thông không? Tại vì nãy giờ cô mới bước vô đây là cô những gì cô thắc mắc là tự nhiên trong buổi nói chuyện này đã giải tỏa cho cô rồi. Cô nghĩ là chắc Pháp Hòa hiểu được tâm ý cô cho nên Pháp Hòa nói hết. Dạ không phải Pháp Hòa có thần thông mà cô có thần thông. Cô biết thầy sắp nói gì cho nên cô nghĩ trước hết rồi. Thật ra thì cái này là đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Cái chỗ mà tương ưng giữa Phật Pháp bất khả tư nghị. Thí dụ có những Phật tử người ta đang đau khổ, tự nhiên người ta quơ nhầm một cái bài giảng đại ở trên YouTube, vậy mà giải tỏa được cái khó khăn của người ta. Cái chỗ đó bất khả tư nghị lắm. Không có, trong kinh Phật hay dùng là bất khả thuyết, không thể nói. Bất khả tư nghị là không thể nghĩ bàn. Rồi mình giải quyết câu đó tạm vậy đi ha. Còn cái chuyện cô lấn cấn giữa chánh gì, chánh tư tinh tấn và chánh tư duy hả? Lấn cấn là lấn cấn làm sao? Chánh tư duy á, tư duy là sự suy nghĩ. Nhưng mà thường thường người của mình hay suy nghĩ méo mó, lệch lạc. Có nhiều khi mình thấy một cái sự việc đó thì mình đã suy nghĩ diễn, mình suy nghĩ theo cái cách tà sai của mình chứ không có như thật. Ví dụ thôi, không phải ví dụ như bây giờ á, mình thấy cái cô kia cổ đi qua đường, cái cổ rớt 50 đồng. Thì cái người đi làm sao á, người ta mới lượm 50 đồng đó, người ta bỏ túi. Thì mình cứ thấy cái hình ảnh đó là mình đã xác định cô này sao mà tham quá. Cái người kia lượm được tiền của cái người rớt mà không trả cho cái người đó liền mà lại bỏ túi. Nhưng mình không có biết rằng tại vì đang đi thiền hành, đang trong một cái sự tu tập, cô kia làm rớt mà cô nọ không có tiện để mà chạy tới đưa, vì đang trong cái quá trình đi thiền hành. Mình mới thấy cái hình ảnh đó thôi, mình chưa biết sự việc nó như thế nào, thì mình lại định nghĩa rằng cô lượm tiền là tham, lấy tiền mà không đưa người ta. Chánh tư duy mà nó là tà tư duy, suy nghĩ lệch lạc. Nhưng mà do đâu mình có cái suy nghĩ đó? Nhiều khi do cái nhìn thấy của mình, gọi là cái kiến đó. Cho nên do mình cái kiến là thấy, mà hãy thấy mà suy nghĩ sai thì nó sẽ dẫn tới nói sai. Cô chưa tìm hiểu nữa, cái cô kéo người thứ ba lời, cô nói nè nè, thấy cái cô đó không, trời ơi cô vậy mà tham lắm nghe. Người ta mới rớt tiền đó, mà cái bà cái nói phải không biết, trời ơi tôi thấy rõ ràng mà. Mình còn xác định chuyện đó luôn. Rồi là thậm chí trời tôi nghe rõ ràng mà, vân vân. Thành thử ra cái đó là cái tư duy của mình nó chưa có chân chánh. Tại vì cái gì mình biết rõ ràng mình mới nói. Còn đằng này mình chỉ mới thấy mà mình chưa hiểu nguyên do, thì mình đã vội kết luận và đi tuyên truyền. Mà cái tuyên truyền đó đâu phải mình nói với một người, mình nói với nhiều người siêng năng kiểu vậy đó, thì gọi là tà tinh tấn. Còn nếu mà thí dụ cô biết cái gì hay đúng, cô thường xuyên nói cho mọi người nghe, cái này gọi là chánh tinh tấn, siêng năng tinh tấn. Hoặc là thí dụ bây giờ mình ngồi thiền, mình ngồi thiền mà mình có được cái an lạc, cho nên ngày nào mình cũng đi thiền đúng giờ đó, và làm gì làm mình cũng tranh thủ mình có được một khoảng thời gian mình tụng kinh như cái thời khóa của mình, cũng là một loại tinh tấn, nhưng mà chánh tinh tấn. Còn ngược lại là có những tà tinh tấn là mình siêng năng những chuyện không cần thiết, chẳng hạn như là mình đi tuyên truyền những gì không có hay cho ai đó,
hay là mình nói những gì nó không phù hợp với trong cái khóa tu. Ví dụ như bây giờ trong một cái ngày tu học, mình khuyến khích mọi người là không có nên thảo luận mọi việc không cần thiết, tại vì mình chỉ có một ngày tu tập thôi. Nhưng mình đi vào trong đạo tràng, đi vào trong phòng ngủ, mình cứ đem chuyện thời sự, chính trị, chuyện ai xấu, ai tốt trên mạng, trên xã hội, mình nói tùm lum hết, làm cho người ta loạn tâm. Cũng một dạng siêng năng đây nè, nhưng mà siêng năng không có chân chánh. Cô hiểu ý không? Thành thử cái gì mình siêng năng mà nó có mang lại cái lợi ích cho mình, cho người, cho phần lớn, thì cái này mới gọi là chánh tinh tấn, cái siêng năng một cách chánh đáng. Còn có những cái nó không lợi lạc cho ai hết. Chẳng hạn như vừa rồi hai người người ta gây gổ với nhau. Thôi chuyện này nó xảy ra trong một cái đạo tràng tu học, nó không có nên tuyên truyền, không có nên nói. Có ba người biết rồi còn hơn là mình nói cho 30 người, phải không? Thành tử ra mà người ta biết được chuyện này, nó đâu có hay ho gì cho ai đâu, và làm cho người ta thối tâm, phải không? Và trong cái đó sự việc đã được giải quyết. Thì mình cứ để những gì mình thấy biết như vậy, đừng có tuyên truyền những cái gì mà nó không mang lại lợi ích cho người khác. Quý vị biết đó là có nhiều khi người lớn đang nói chuyện thì tự nhiên nhìn xuống thấy có một em nhỏ nó ngồi đó. Mình biết là những chuyện này mấy em nhỏ không nên nghe, là mình phải tìm cách cho nó đi liền, cho nó đi chơi, hay mình tìm một cái gì đó để nó rời khỏi chỗ này, để nó đừng tiếp tục nó nghe ngóng, tội cho nó. Và cái đó gọi là mình, chữ tinh là gì? Chữ tinh này là mình tinh xảo, mình rốt ráo được một cách chân thật, cho nên mình mới siêng năng. Tinh này là mình tinh tường cái sự việc, cho nên mình mới siêng năng như vậy. Còn tư duy là mình suy nghĩ. Giống như Pháp Hòa kể câu chuyện là Khổng Tử mà hiểu lầm đệ tử mình, do đệ tử luộm cơm mà bỏ miệng ăn vậy đó. Rồi thấy học trò nấu cơm ở dưới bếp, rồi ông nhìn xuống thì ông không thấy những hình ảnh trước, ông chỉ thấy ngay cái giây phút là người đệ tử bốc cơm bỏ miệng ăn thôi. Thì ông kết luận rằng người đệ tử này không có lễ độ. Nhưng khi đi vào bữa ăn thì người đệ tử xin phép và xin lỗi với thầy và mọi người là hồi nãy cơm rớt dưới đất, thay vì bỏ vào trong nồi trở lại thì sẽ làm dơ, mà nếu vứt đi thì con lại phí uổng vì thời buổi thiếu thốn, cho nên con đã xin phép con lượm cơm lên và con đã phủi bụi và con đã ăn cái miếng cơm đó rồi. Thì lúc đó Khổng Tử mới vỡ lẽ ra, và Đức Khổng Tử mới thốt một câu: không khéo tôi đã trở thành kẻ hồ đồ. Tại vì nãy giờ tôi buồn đệ tử tôi, vì mình không thấy được khúc trước. Anh ngồi đọc sách thì là cơm rớt ông không thấy, mà lúc mà ông ngưng sách ông nhó ra thì ông ngay cái giây phút mà cái người đệ tử bốc cơm bỏ miệng. Có phải không? Thành thử ra ông nói không khéo tử này đã trở thành kẻ hồ đồ. Hồ đồ là gì? Nói bậy, nghĩ bậy và có thể đi báo cho đệ tử biết sai quấy. Thì cái đó là do mình không có cái chánh kiến, dẫn tới không có chánh tư duy. Và không có chánh tư duy dẫn tới không có chánh ngữ. Và siêng năng đi nói lặp đi lặp lại những điều không có chân chánh. Chẳng hạn như là mới gần đây nè, có một người là hiểu rằng là Phật tử tại gia không được thờ tượng Phật, chỉ được thờ hình thôi. Rồi đi đâu cũng nói điều này, mà thậm chí thấy ai mà thờ tượng là nói dữ lắm, để cho người ta sợ hãi lên. Thì người ta bưng tượng lên chùa người ta giao lại. Thí dụ như vậy đó. Mình không có hiểu biết một cách chân chánh mà cứ đi nói lặp đi lặp lại những điều này, mà làm cho một người sợ, hai người sợ, và cứ như thế nó lặp lại. Thí dụ cô đó, cô không may mắn cô gặp mấy thầy giải thích, có phải tội không? Đó. Thành thử ra mình phải cẩn thận. Vừa rồi có một cái vị này á,
với hình ảnh của người xuất gia. Nhưng mà đi nói với một người Phật tử tại gia là không được tụng chú Đại Bi, tại vì tụng chú Đại Bi lâu ngày sẽ bị khùng. Thấy không? Thành thử ra rồi cái vị đó nghe, tại thấy một hình ảnh một người đi tu mà nói vậy là đúng quá rồi, thì cứ đi truyền, đi nói như vậy. Thành thử ra cái xiên này nó không có được tinh tường tỏ rõ mà đi nói là không nên. Thấy không? Cho nên ở trong 100 pháp của các thầy tỳ kheo đó, nó có một cái gọi là một, xin lỗi, có một cái giới đó gọi là ác tác hay là ác thuyết đó. Tội đó gọi là tội đột kiết la đó. Nghĩa là nếu mình, một là mình do mình nói bậy mà, hay là mình làm sai, một là nói, hai là làm. Nói sai gọi là ác thuyết, nói bậy gọi là ác tác, và làm bậy gọi là ác tác. Một trong hai lỗi đều phải sám hối. Thật ra có những cái mình làm cho người khác, người ta sanh tâm sợ hãi, bấn loạn, cũng gọi là ác thuyết. Cho nên mình Phật dạy một con người là tu tập, mình phải có chánh ngữ là vậy đó.